Chị Nguyễn Thị Kim Loan cho biết, quê chị có rất nhiều hộ dân sống bằng nghề nuôi cá lóc, trong đó có gia đình chị. Điều đặc biệt, con cá lóc nơi đây thịt săn ngọt, nổi tiếng khắp vùng. Tuy nhiên, thời điểm cá lóc rớt giá, khiến gia đình chị và nhiều hộ nuôi ở địa phương lao đao. Từ những thực tế trên, khiến chị Loan trăn trở và tìm hướng đi mới cho cá lóc để nâng cao giá trị thương phẩm cho con cá quê mình. Vậy là tận dụng lợi thế khéo léo về bếp núc cùng với công thức tẩm ướp, chế biến riêng biệt, chị quyết định chọn cá lóc làm khô để làm cơ sở cho con đường khởi nghiệp của riêng mình. Thì niềm tâm đắc nhất là của tôi là khi mà nguồn nguyên liệu từ địa phương, thì con cá lóc của địa phương huyện Chợ Mới là đặc thù là con cá nó khô dai, thịt nó thơm ngon giống như cá đồng và cái sản lượng cũng dồi dào. Từ khi mà những năm đầu khởi nghiệp thì do thương lái mua giá cả mình cạnh tranh hơi bấp bênh so với những cái huyện khác, thì cơ sở mới nảy sinh lại ý định là tạo ra sản phẩm khô cá lóc với đa dạng các sản phẩm như là khô một nắng nè, khô ba bốn nắng, rồi khô lưỡi cá lóc và khô gò má cá lóc. Thì đa dạng sản phẩm để cho nâng cao cái giá trị sản phẩm của con cá lóc thương phẩm của huyện Chợ Mới và mang đến cho người tiêu dùng nhiều đặc sản ngon của huyện Chợ Mới và của tỉnh An Giang. Điểm mới của cơ sở chị là tận dụng tất cả các thành phần của cá như thịt cá, má cá, lưỡi cá, ruột cá đều dùng làm khô, còn các phụ phẩm khác thì bán cho các hộ nuôi cá dùng làm thức ăn cho cá khác. Chị Loan cho biết, trung bình từ 4kg đến 4,5kg cá lóc tươi sẽ tạo thành 1kg khô. Để khô ngon thì công đoạn làm nào cũng quan trọng. Từ khâu chọn nguyên liệu, tẩm ướp gia vị đến phơi khô và đóng gói, người làm phải chăm chút từng công đoạn, có vậy mới giữ vững thương hiệu và đứng vững trên thị trường. Hiện mỗi ngày, cơ sở chị cung ứng cho thị trường khoảng 50kg khô các loại. Vào những ngày cao điểm như gần Tết thì sản lượng làm ra tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Khách mua ở khắp các tỉnh thành và có cả Việt Kiều. Thì hiện tại khô cá lóc Kim Loan đã được bán rộng rãi trên khắp cả nước. Ở cho tỉnh nhà thì có các cửa hàng nông sản sạch và cửa hàng rau quả thực phẩm sạch, các chợ truyền thống. Và khi mà khách du lịch cần hoặc là gửi Việt Kiều thì cơ sở vẫn cung ứng đủ chất lượng để khách mua có thể mua đi đem đi phương xa được. Và nâng cao cái giá trị của con cá lóc thương phẩm hơn nữa. Để chủ động trong sản xuất, chị đã đầu tư xây thêm nhiều bể nuôi từ 3 đến 5 tấn cá lóc thương phẩm, để lúc nào cơ sở cũng có nguồn nguyên liệu dồi dào nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất cá khô. Việc khởi nghiệp của chị Loan chẳng những giúp kinh tế chị khá giả mà còn góp phần tạo việc làm ổn định cho chị em phụ nữ ở nông thôn, giúp họ có thêm thu nhập ổn định. Hướng tới, chị sẽ mở rộng quy mô sản xuất, thị trường để nâng cao giá trị cá lóc quê mình và cũng để đưa đặc sản khô cá lóc đi xa được nhiều tỉnh thành biết đến.